Kính thưa quý vị, đây là chương trình Thế sự Thăng Trầm do Phương Thanh thực hiện hàng tuần vào lúc 9 giờ tối, thứ hai, thứ tư và thứ sáu trên hệ thống của Đài truyền hình Việt Nam America Nam Bắc California và trên hệ thống điện toán toàn cầu vnatv573.com. Trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay được bảo trợ đặc biệt bởi công ty dược thảo Rêu Hoàng Hậu. Rêu Hoàng Hậu là một sản phẩm rất nổi tiếng của Nhật với hai tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ISO 9001 và GMP. Mỗi tuần kính mời quý vị đón coi hai chương trình talk show của chúng tôi được thực hiện vào lúc 9 giờ sáng thứ bảy và 7 giờ 30 phút tối chủ nhật để biết thêm nhiều chi tiết có lợi cho sức khỏe hơn. Nếu quý vị có bất cứ điều chi thắc mắc, xin liên lạc trực tiếp với Phương Thanh 714-260-7311, 714-260-7311. Xin cảm ơn quý vị. Mở đầu chương trình hôm nay, Phương Thanh mời quý vị nghe những bản tin của diễn đàn trái chiều với bình luận gia Vũ Linh. Đầu tiên là bản tin thăm dò bầu cử mới nhất. Theo thăm dò mới nhất của Real Clear Politics, thì Cộng Hòa sẽ chiếm thêm 4 ghế tại Thượng viện, đưa đến thế đa số 54-46. Cộng Hòa sẽ thắng tại Nevada, Georgia, Arizona và New Hampshire mới thêm vào tuần rồi. Thực tế, Cộng Hòa không cần chiếm thêm 4 ghế, chỉ cần thêm 1 ghế cũng đủ nắm đa số tại Thượng viện rồi. Cộng Hòa chắc chắn sẽ nắm đa số tại Hạ viện với tối thiểu 228 ghế, trong khi chỉ cần 218 ghế là có đa số. Hiện đang có 212 ghế, nghĩa là sẽ tăng ít nhất 15 ghế. Có thể chiếm tới 48 ghế. Trung bình theo tất cả các thăm dò, Cộng Hòa sẽ chiếm thêm 31 ghế. Cũng vậy, Cộng Hòa không cần thêm nhiều ghế như vậy, chỉ cần thắng thêm 6 ghế là đủ có đa số. Cộng Hòa sẽ chiếm thêm 3 ghế thống đốc, nâng mạnh cán cân thống đốc về phía Cộng Hòa với tỷ lệ 31-19 thống đốc. Vai trò thống đốc quan trọng ở điểm có thể kiểm soát cuộc bầu cử năm 2024. Cộng Hòa càng có nhiều thống đốc thì Dân Chủ càng ít có cơ hội gian lận bầu cử như trong năm 2020. Tin đáng lo cho Đảng Dân Chủ là khuynh hướng thiên về Cộng Hòa ngày càng mạnh khi càng tới gần ngày bầu cử. Tuy nhiên, cụ Biden cũng đã rất hoành tráng tiên đoán rằng Dân Chủ sẽ chiếm đa số tại Thượng viện và có nhiều triển vọng giữ đa số tại Hạ viện luôn. Ta chờ xem cụ thầy bói Biden tiên đoán ra sao. Tiếp theo là bản tin Gia Cang xào xáo. Trước viễn tượng thảm bại tuần tới trong cuộc bầu quốc hội, nhiều chính khách của Đảng Dân Chủ đã lên tiếng kêu gọi thay đổi lãnh đạo đảng cho các cụ Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện Chuck Schumer và ngay cả cụ Biden về vườn sớm. Họ kêu gọi Đảng Dân Chủ cần phải thay máu để sống còn. Ứng cử viên thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ tại Ohio là Tim Ryan đang có triển vọng thua nặng, đã công khai lên tiếng kêu gọi việc thay máu. Đặc biệt là kêu gọi cụ Biden nên sớm thông báo việc cụ sẽ không ra tái tranh cử vào năm 2024. Trong khi đó, bà dân biểu Dân Chủ của Virginia là Abigail Spanberger công khai đổ lỗi cho rằng ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ phải chịu trách nhiệm tình trạng thê thảm của Đảng Dân Chủ hiện nay. Bản tin kế tiếp, tối cao pháp viện Pennsylvania không cho bầu bằng thư không ghi ngày. Tiểu bang Pennsylvania trong cuộc bầu tổng thống năm 2020 đã sửa luật bầu cử, cho bầu bằng thư thả cửa, không kiểm soát, đưa đến chiến thắng mờ ám của Biden. Bây giờ phe ta thừa thắng xông lên, ra thêm luật cho phép bầu bằng thư không cần ghi ngày ở trên đó. Đây là mánh gian lận thô bạo nhất, nếu phe ta thua sẽ cho người của mình vận động bầu thêm bằng thư không để ngày vô giới hạn, tới khi nào phe ta thắng thì mới ngừng. Phe Cộng Hòa khởi kiện, lên tới tối cao pháp viện của tiểu bang. Ở đây, các thẩm phán ra lệnh không được nhận phiếu bầu bằng thư, không ghi ngày bầu, vì vi phạm hiến pháp của tiểu bang. Ít ra, tối cao pháp viện Pennsylvania cũng không phe đảng quá lộ liễu. Tiếp theo là bản tin về Biden. Hù dọa. Vài ngày trước ngày bầu cử quốc hội, cụ Biden đăng đàn đọc diễn văn cổ võ cho Đảng Dân Chủ. Nhưng bài diễn văn đã bị gần hết các chuyên gia chính trị công kích như là bài diễn văn vớ vẩn nhất. Trong khi dân Mỹ đang lo bạc đầu về tình trạng suy trầm kinh tế, lạm phát, nhất là tuần qua, sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang tăng lãi suất lần thứ tư trong năm nay và thú nhận là lạm phát vẫn chưa bị kiềm chế và có thể sẽ phải tăng lãi suất ít nhất một lần nữa trước cuối năm nay, thì cụ Biden lo hù dọa dân Mỹ với chuyện vớ vẩn nhất. Cụ nêu vụ một tên khủng đột kích hành hung chồng của bà Nancy Pelosi như một bằng chứng là phe Cộng Hòa chủ trương mang võ lực vào chính trị và việc bầu cho Cộng Hòa nắm đa số tại Quốc hội có thể sẽ mang nước Mỹ vào đại họa tiêu diệt thể chế dân chủ. Với nối kết
một tên khùng với cả đảng đối lập để hù dọa bầu cho đảng đối lập sẽ giết chết thể chế dân chủ. Cũng như việc không chú tâm vào những đại nạn của dân Mỹ chỉ chứng tỏ Biden hoàn toàn bí lối, không biết làm sao cứu đảng dân chủ khỏi đại họa vào tuần tới. Ngay sau đó, để tiếp hơi cho cụ hết hơi Biden, dân biểu Dan James Clyburn của South Carolina nhận định là Đảng Cộng Hòa đang mang nước Mỹ về hướng phát xít của thập niên 1930, bầu cho một tên độc tài phá nát dân chủ là Hitler. Đảng Dân Chủ có cái tật luôn tố cả nửa dân Mỹ không ủng hộ họ đủ mọi thứ tội. Bà Hillary thì gọi là một cái rổ tệ hại. Cụ Biden đã từng tố họ là khủng bố nội địa, bây giờ cụ lại tố thêm tội phá thể chế dân chủ của Mỹ. Chỉ khiến nhiều người không hiểu có phải là chính đảng Dân Chủ hiện đang phá nát thể chế dân chủ hay không. Thể chế dân chủ thực sự phải là thể chế tôn trọng đối lập, chấp nhận có ít nhất là hai đảng, hai khuynh hướng, hai quan điểm chính trị đối nghịch phải không? Tố cáo chụp đủ thứ tội ghê gớm nhất lên đầu đối lập, nghe chẳng khác gì việc làm của đám Hitler và Cộng sản độc tài. Bản tin kế tiếp, bán cái cho Obama. Trong khi tỷ lệ hậu thuẫn rớt như diều đứt dây, cụ Biden đã tránh né, không dám đi vận động, chỉ đi tham dự vài cuộc họp tại vài nơi chắc ăn nhất như California hay một vài khu vực bảo đảm nhất trong những tiểu bang thành đồng của Đảng Dân Chủ. Việc vận động tranh cử cho các ứng cử viên Đảng Dân Chủ được bán cái cho Obama, khi ông này trong tuần qua cũng như tuần tới sẽ đi khắp nước vận động thế cho cụ Biden. Dù sao thì trong khối cử tri dân chủ, Obama vẫn được hậu thuẫn mạnh hơn xa cụ lẩm cẩm Biden. Trên các đài TV loa phường CNN, NBC, MSNBC đã có những cuộc thảo luận trực tiếp trên TV và hầu hết đã nhất trí là cụ Biden không thể trường mặt ra lúc này được, nên đảng Dân Chủ cần Obama hơn bao giờ hết. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử chính trị Mỹ mà đương kim Tổng thống phải trốn, không dám đi vận động cho đảng mình trong một cuộc bầu giữa mùa. Bản tin kế tiếp, bịp dân. Cụ Biden tuần qua đã hùng hổ khoe kinh tế rất mạnh và tổng sản lượng nội địa GDP năm nay đã tăng tới 2.6%, lại bốc phét để bịp dân. Tỷ lệ tăng trưởng GDP 2.6 là tỷ lệ tăng trưởng của Tam Cá Nguyệt thứ ba của năm nay. Trong Tam Cá Nguyệt 1, GDP đã giảm 1.6% và Tam Cá Nguyệt 2, GDP cũng đã giảm 0.9%. Với tăng trưởng 2.6 của Tam Cá Nguyệt 3, tổng cộng GDP của năm nay cho tới nay đã tăng vỏn vẹn chỉ có 0.1%, chứ không phải là 2.6% như Biden bốc phét bịp dân. Vẫn nói nhầm. Đi vận động tranh cử cho Đảng Dân Chủ tại tiểu bang Pennsylvania, cụ Biden đã kể lại những nỗ lực của Đảng Cộng Hòa để thu hồi Obamacare trước đây và khoe là Cộng Hòa đã thất bại nhờ công của cụ đi vận động cho Obamacare trên tất cả 54 tiểu bang của Mỹ. Một anh cắt cớ đã tweet ngay, nước Mỹ từ năm 2008 tới nay đã mất thêm 3 tiểu bang, từ 57 tiểu bang còn có 54 tiểu bang thôi. Tweet này đã dò lái vào Obama về việc vào năm 2008, Obama đã khoe là đi viếng thăm tất cả 57 tiểu bang của Mỹ. Hiển nhiên là hai ông tổng thống của Đảng Dân Chủ mù tịt, chẳng biết Mỹ có bao nhiêu tiểu bang. Kẻ này đang tìm số điện thoại của hai ông này cho thằng cháu nội 6 tuổi nó gọi, dạy cho hai ông biết Mỹ có bao nhiêu tiểu bang. Bản tin kế tiếp, bốc phét bị Twitter bắt quả tang. Cụ Biden bốc phét khoe hiện nay có 55 đại tập đoàn có lợi nhuận trên 40 tỷ đô, nhưng không đóng xu thuế nào cả. Và luật giảm lạm phát của cụ sẽ chấm dứt tình trạng này, tất cả sẽ phải đóng thuế đầy đủ. Ngay sau đó, Twitter, dưới sự lãnh đạo của ông chủ mới là Elon Musk, đã vạch ngay bộ mặt láo khoét của Biden, cho biết chỉ có đúng 14 đại tập đoàn có lợi tức trên 1 tỷ và sẽ phải đóng thuế không phải ở mức bình thường, mà ở mức tối thiểu do luật mới của Biden ấn định. Tin về Twitter, ông chủ mới là Elon Musk đã sa thải toàn bộ hội đồng quản trị Twitter, đang chuẩn bị sa thải có thể một nửa tổng số nhân viên của Twitter nữa. Bản tin kế tiếp lại bốc phét nữa. Nói chuyện với cử tri tại Florida, cụ Biden cho biết sẽ tìm cách hạ giá thuốc insulin là thuốc trị bệnh tiểu đường. Cụ hùng hổ cho mọi người biết là phát minh ra, xin lỗi quý vị, cụ hùng hổ cho biết người phát minh ra insulin đã không cầu chứng bằng sáng chế vì ông muốn càng nhiều người có thuốc này càng tốt. Rồi cụ nói tiếp, tôi biết chuyện này vì chính tôi đã nói chuyện với người sáng chế ra thuốc này. Quý vị ơi, ông bác sĩ chế ra insulin tên là Frederick Banting và ông ta đã chết ngày 21 tháng 2 năm 1941, gần 2 năm trước khi cụ Biden ra đời vào ngày 20 tháng 11 năm 1942.
Tin kế tiếp vẫn bốc phét. Sở An sinh xã hội thông báo tiền già qua năm tới 2023 sẽ tăng mạnh. Chưa có con số chắc chắn nhưng sẽ xấp xỉ đâu 10%. Cụ Biden hấp tấp nhảy lên tweet ngay. Khoe công của cụ đã gia tăng tiền già cho thiên hạ. Ngay sau đó, tất cả giới quan sát kinh tế đã lên án Biden về tội bốc phét sảng và lố bịch. Tiền già được tính theo công thức dựa trên tỷ lệ lạm phát, không liên quan gì đến Biden hay bất kỳ tổng thống nào cả. Và tiền già năm tới tăng chỉ vì lạm phát tăng là chuyện không có gì đáng hãnh diện để khoe khoang. Sau khi bị lên án, Tòa Bạch Ốc đã vội xóa cái tweet của Biden ngay, rõ là dấm dớ. Bản tin kế tiếp, chơi nhau tới cùng. Tin mới nhất cho biết Bộ Tư pháp đề phòng trường hợp ông Trump ra tranh cử và đắc cử Tổng thống, đang nghiên cứu việc bổ nhiệm một công tố đặc biệt điều tra về các tội của ông Trump trước đây. Ông Trump nếu có tranh cử và đắc cử Tổng thống cũng không có quyền đụng vào công tố đặc biệt này. Vấn đề là Bộ Tư pháp của Biden đang cân nhắc việc bổ nhiệm này có thể bị lên án như âm mưu đàn áp một đối thủ tranh cử chống đương kim Tổng thống Biden. Mặt khác, phe Cộng hòa trong Hạ viện vừa công bố báo cáo về một điều tra của họ, tố giác việc chính quyền Biden đã chính trị hóa Bộ Tư pháp và FBI, và báo cáo dài cỡ 1.000 trang này sẽ được dùng làm căn bản để nếu phe Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện sẽ mở ngay cuộc điều tra về hai cơ quan này. Mong lắm thay. Nhà báo cấp tiến bị sửa lưng. Nói chuyện trong một cuộc phỏng vấn của nhà báo Chuck Todd của đài TV NBC, Thống đốc Cộng hòa là Chris Sununu của tiểu bang New Hampshire đã công khai sửa lưng anh Todd, cho rằng anh này thực sự đang sống trong một bong bóng, chẳng biết gì về chuyện thật đang xảy ra chung quanh anh ta. Anh Todd thắc mắc hỏi ông thống đốc sao không thấy ông lo lắng cho tương lai của thể chế dân chủ Mỹ trước những nỗ lực phá hoại của Trump và đám cuồng MAGA. Ông thống đốc đáp ngay cho rằng anh Todd đang sống trong bong bóng, không biết là thực tế dân Mỹ chẳng thắc mắc một ly nào về những chuyện vớ vẩn như biểu tình 6 tháng 1, tài liệu mật, Mar-a-Lago, vì tất cả dân Mỹ đang thật sự lo lắng cho túi tiền của họ, lo cho giá thực phẩm, giá xăng nhớt, tiền nợ nhà, nợ xe, v.v. Điều mà ông thống đốc nói ra quả đúng hơn 100%. Quả thật đám nhà báo loa phường toàn là dân lãnh lượng bạc triệu, quen với đại gia cả hai đảng, ăn trên ngồi trước, làm sao biết được thực tế cuộc sống của dân nghèo hay dân trung lưu. Cụ Việt nào chẳng lo gì chuyện tiền chợ, tiền xăng, tiền thuê nhà, chỉ lo cho thể chế dân chủ của Mỹ như anh Todd, xin giơ tay lên. Xin nhắc lại, các cụ sống bằng tiền già hay tiền trợ cấp là mấy cái thứ đó, tiền đó không thể nào tăng nhanh bằng tiền chợ hay tiền xăng. Do đó, trên thực tế, càng ngày càng giảm cho các cụ đấy. Các cụ đi bầu cho đảng Dân Chủ thì tiền trợ cấp đó trên thực tế trong vài năm tới sẽ còn giảm nhanh hơn nữa đấy. Các cụ không tin, cứ bầu cho đảng Dân Chủ, rồi sau này đừng trách đảng Cộng Hòa nhé. Bản tin kế tiếp, vụ hành hung chồng bà Pelosi. Phe Dân Chủ dĩ nhiên với sự nhất trí phụ họa của truyền thông loa phường đang tận tình khai thác việc một tên quá khích điên xâm nhập vào nhà ông Paul Pelosi và hành hung ông này. Nhiều người đã nghi ngờ không biết toàn bộ câu chuyện có phải đã được dàn dựng hay không. Tin động trời là có thể hung thủ là một đĩ đực đã gặp ông Paul Pelosi trong một quán bar và hai người đã cùng nhau về nhà. Khi bị bắt, hung thủ đang chỉ có quần slip trên người. Sao lại có chuyện đi hành hung người khác mà lại chỉ mặc có quần slip thôi? Cảnh sát không cho biết ông Pelosi khi đó mặc quần áo như thế nào. Kẻ này không dám tin, nhưng nếu tin này có thật thì bà Pelosi tốt nhất là nên độn thổ biến mất khỏi mặt đất, phải không các cụ Vẹt? Tuy nhiên cũng có tin là tên này bị bà đào cũ hiện đang ở tù, tố là đã bị khùng từ lâu nay rồi. Nội vụ càng ngày càng rối mù. Tin mới nhất cho biết ông Paul Pelosi điện thoại cầu cứu cảnh sát, nhưng khi cảnh sát tới nơi nhấn chuông thì ông Pelosi ra mở cửa rồi bình tĩnh quay trở vào nói chuyện với hung thủ đang mặc slip đứng trong nhà. Thế nghĩa là gì? Có hành hung hay không? Thôi thì ta chờ xem cảnh sát điều tra, chỉ sợ cảnh sát không dám điều tra thật vì sợ đụng bà la sát Nancy thôi. Tin mới nhất là thủ phạm hành hung David DePape là một di dân lậu từ Canada vào Mỹ với chiếu khán loại B2 từ năm 2008, cho phép ở lại Mỹ 6 tháng rồi anh ta ở lại luôn. Đảng Dân Chủ đang coi vụ này như một cái phao mới, cứu đảng trước thảm bại bầu cử. Ai cứ cố tô vẽ tên điên này như hình ảnh tiêu biểu của một anh Cộng Hòa, và việc bầu cho một nghị sĩ hay dân biểu Cộng Hòa cũng không khác gì bầu cho tên điên này, và rồi lớn tiếng tố cáo rằng đảng Cộng Hòa đã cổ võ cho bạo lực từ nhiều năm qua. Ai cổ võ cho bạo lực, xin quý vị coi bức hình dưới đây sẽ biết ngay. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế Sự Thăng Trầm, Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị.
trở lại với chương trình Thế sự thăng trầm là phần bảo trợ của LA Insurance. Khi quý vị phân vân không biết mua bảo hiểm ở đâu, hãy chọn LA Insurance. Đây là một văn phòng bảo hiểm rất có uy tín, phục vụ tận tâm, sẽ chọn cho quý vị những hãng bảo hiểm tốt nhất với giá cả thật nhẹ nhàng tùy theo từng trường hợp. Quý vị mua bảo hiểm xe một chiều một năm giá chỉ có 295 Mỹ Kim. Ngoài ra văn phòng này còn giúp quý vị báo cáo tai nạn bằng tiếng Việt nữa. Văn phòng LA Insurance tọa lạc tại địa chỉ 9191 Bonsai Avenue, Suite 212, thành phố Westminster, trong khu chợ Á Đông đối diện với Phước Lộc Thọ. Quý vị có thể liên lạc với cô Châu Lê Trương qua số điện thoại 714-373-2437, 714-373-2437 để ủng hộ LA Insurance. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và Phương Thanh mời quý vị nghe tiếp những bản tin trái chiều của diễn đàn trái chiều với bình luận gia Vũ Linh. Chúng ta kế tiếp là bản tin Đảng Dân Chủ gian trá. Bà Hillary Clinton hợp tác với thống đốc Cali là ông Gavin Newsom tung ra một quảng cáo trên TV California cho thấy một bà mếu máu khóc sau khi tối cao pháp viện thu hồi án lệ Roe kiện Wade cho phá thai theo luật liên bang. Với chữ xét to tướng cho thiên hạ có cảm tưởng bà này đang vô cùng đau khổ vì mất quyền phá thai. Ngay sau đó, có một bà tên là Macy Petty đã tuyết và tố cáo bà Hillary và ông Newsom gian trá, đã đăng hình của bà đang khóc vì mừng rỡ về quyết định của tối cao pháp viện, rồi xuyên tạc thành hình bà đau khổ vì quyết định đó. Đúng là tính gian trá của Đảng Dân Chủ là vô giới hạn. Cụ vẹt nào bào chữa được chuyện xuyên tạc gian manh này, xin lên tiếng. Bản tin kế tiếp, Twitter và Facebook hợp tác với Biden. Tin mới nhất bị xì ra trong thời gian qua, các lãnh đạo của hai trang mạng xã hội Twitter và Facebook đã hợp tác chặt chẽ với chính quyền Biden để kiểm duyệt các ý kiến phổ biến trên hai trang mạng này, đặc biệt liên quan tới các việc bao che thất bại tại Afghanistan, chặn bớt tin xấu về COVID và phổ biến quan điểm thức tỉnh. Cả hai trang mạng đều đang gặp rắc rối to. Twitter đã bị Elon Musk mua, bốn viên chức cao cấp nhất và toàn thể hội đồng quản trị đã bị Musk sa thải. Có tin là ông Musk dự tính sa thải một nửa nhân viên luôn. Facebook vẫn trong tay Zuckerberg, nhưng từ một năm nay, cổ phiếu của Meta là tên chính thức của Facebook đã mất gần 80% trị giá và Zuckerberg đã mất toi đô 100 tỷ đô. Đang nghiên cứu kế hoạch cải tổ quy mô để khỏi chết yểu. Bản tin kế tiếp, thời đại thượng tôn da đen. Anh phóng viên thể thao da đen của ESPN là Stephen Smith lên tiếng than phiền là anh bị trả lương quá thấp vì anh là da đen. Trên thực tế, anh này lãnh sơ sơ có 12 triệu đô để đọc tin thể thao trên đài TV thể thao ESPN, là một trong những phóng viên được trả lương cao nhất nước. 12 triệu đô của anh phóng viên thể thao bằng 30 lần lương tổng thống chỉ có 400.000 đô một năm, vậy mà vẫn còn than là lương quá ít vì là da đen. Tiếp theo là những bản tin vắn của Mỹ. Lần thứ tư trong năm nay, Ngân hàng Dự trữ Liên bang tăng lãi suất lên thêm 0.75% trong nỗ lực kềm hãm lạm phát mà không có kết quả gì. Ngay sau khi tin này được loan ra, chỉ số Dow Jones đang ở cộng 300 đã rớt mạnh xuống trừ 500 trong ngày thứ năm vừa qua. Lại thêm một tin xấu cho Đảng Dân Chủ hơn một tuần trước ngày bầu Quốc hội. Tiếp theo khiếu nại của ông Trump, tối cao pháp viện đã ra lệnh sở thuế IRS không được đưa giấy thuế của Trump cho Hạ viện, chờ tòa cứu xét vấn đề kỹ hơn. Tiểu bang Arizona, ứng cử viên độc lập Mark Victor rút lui khỏi cuộc chạy đua vào ghế thượng nghị sĩ liên bang để ủng hộ ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, ông Blake Masters, chống đương kim thượng nghị sĩ Mark Kelly của Đảng Dân chủ, dĩ nhiên gia tăng hy vọng thắng của Đảng Cộng hòa. Bà dân biểu Cộng hòa phản đảng Liz Cheney tung tiền ra yểm trợ cho đối thủ dân chủ của bà Cộng hòa ứng cử thống đốc Arizona là Carrie Lake. Ngay sau đó, dân Arizona đã phản ứng tới tấp, gửi tiền ủng hộ bà Lake, khiến bà này đã mau mắn lên tiếng cảm ơn bà Cheney. CNN trong tuần qua đã liên tục tung ra nhiều bài viết về chuyện CNN cho là cuộc chiến giữa ông Trump và thống đốc Florida Ron DeSantis đã bắt đầu. Chia để trị là sách lược đã có từ thời Tần Thủy Hoàng chưa ra đời. Chẳng có gì mới lạ. Cái lạ là CNN hình như rét quá, tung ra những đòn này hơi quá sớm khi chưa ai biết hai ông này sẽ ra tranh cử tổng thống hơn 2 năm nữa hay không. Một doanh gia ở Texas là ông John Rocco cho biết đám di dân lậu đang chạy qua Texas đã tung ra một mánh mới là tiêu hủy tất cả giấy tờ lý lịch trước khi vượt biên giới, rồi nhất quyết không khai gì với cảnh sát Mỹ để Mỹ không biết nguồn gốc và không trục xuất đi đâu được.
Thống kê chính thức của Sở Thuế IRS cho biết hơn 40% gia đình Mỹ không đóng một xu thuế nào. Đó là khối dân có lợi tức thấp nhất hay không có lợi tức. Nhưng khối này cũng là khối ồn ào đòi tăng thuế nhà giàu với hy vọng sẽ được trợ cấp nhiều hơn nữa. Tiếp theo là những bản tin vắn quốc tế. Tân Thủ tướng Anh là ông Rishi Sunak cho biết việc đầu tiên ông làm sẽ là chấm dứt ngay các chính sách thức tỉnh chép theo Mỹ. Cụ thể là sẽ chấm dứt việc cảnh sát của Anh đi bắt những người viết các quan điểm chống đồng tính trên các trang mạng. Ông cho biết trách nhiệm của cảnh sát là chống tội phạm, không phải đi kiểm soát tư tưởng hay bắt bớ những người nói chuyện diễu trên các trang mạng xã hội. Khiến cả này muốn biết chừng nào thì ông Sunak có thể làm Tổng thống Mỹ để được chấm dứt các chuyện điên đang xảy ra ở Mỹ. Tại Brazil, đã bầu cựu Tổng thống Luiz Lula da Silva làm Tổng thống, hạ đối thủ là ông bảo thủ đương kim Tổng thống Bolsonaro. Ông da Silva là cựu Tổng thống đã từng bị truy tố về tội tham nhũng, rửa tiền, bị phạt 10 năm tù. Ông ở tù gần 2 năm, sau đó được trả tự do và xóa án bởi tối cao pháp viện vì lý do kỹ thuật. Ông này có khuynh hướng thiên tả nặng, có những chính sách Mỹ dân công khai nên đại đa số dân ít học và nghèo ủng hộ ông. Một ông thiên tả bị án 10 năm tù vẫn đắc cử Tổng thống, mặt trái của tự do dân chủ sao? Nga mở chiến dịch mới tại Ukraine, nã hỏa tiễn vào các cơ sở năng lượng như nhà máy điện, máy nước của các thành phố lớn và thủ đô Kiev. Hiển nhiên đây là chiến thuật tàn ác, vô nhân đạo nhất, vì nạn nhân tất nhiên chỉ là những thường dân sẽ mất điện và mất nước. Nhiều tin mới được xì ra cho biết Putin có thể đang bị ung thư và cả Parkinson. Âu Châu đang gặp khủng hoảng năng lượng lớn, là thiếu nước, điện và ga trong mùa đông tới, và dân Âu Châu đang cố sáng tạo các phương cách tiết kiệm điện nước, chẳng hạn như tung ra phong trào tắm chung cho đỡ tốn nước. Về chuyện này, cụ Biden hình như đã đi tiên phong từ lâu lắm rồi, khi cụ tắm chung với con gái đâu 14-15 tuổi gì đó. Thị trường chứng khoán tàu nhảy vọt, tăng hơn 5% trước tin đồn nhà cầm quyền Trung Cộng sẽ chính thức tuyên cáo dịch Vũ Hán đã hết hoành hành và các biện pháp cô lập, cách ly sẽ được thu hồi trên cả nước. Nam Hàn tung hơn 80 phi cơ phản trực chiến đấu trên trời ngay sau khi khám phá ra Bắc Hàn có trên 180 phi cơ chiến đấu trên không phận Bắc Hàn, không rõ để làm gì. Và một đoạn nữa, bình luận gia Vũ Linh viết để trả lời và để giống như là mời quý vị nghe, Vũ Linh được chiếu cố. Tuần rồi, Vũ Linh có viết bài về cộng đồng tị nạn bên Tây Âu, nhận định hầu hết không hiểu gì về nước Mỹ và dân Mỹ, và trong bài đã phản bác những lập luận chống Trump của cộng đồng đó. Dĩ nhiên, Vũ Linh này cũng đã viết đó chỉ là những nhận định có thể sai vì chỉ phản ảnh những tìm hiểu của Vũ Linh trong một số giới hạn những người quen biết thôi. Dù sao thì bài này cũng đã chạm phải nọc của nhiều con vẹt, nên tuần qua Vũ Linh đã bị hay là được chiếu cố. Một con vẹt phán rằng, chỉ có một người dân Việt là Vũ Linh mới hiểu về nước Mỹ thôi. Lý luận của học sinh mẫu giáo. Một con vẹt khác thì nói, nếu như thằng Vũ Linh thừa nhận sự gian dối lừa đảo mọi người thì mới được quyền nói chuyện tiếp với tôi. Còn như không đủ can đảm, không thắng nổi bản thân thì về nhà, quét nhà cho mụ. Chuyện bài, cái này Phương Thanh không hiểu, cái chữ này chữ gì. Xin làm ơn đừng bàn nữa, tôi uống rượu vin vui hơn. Ghê quá, mới được quyền nói chuyện tiếp với tôi, thật là oai. Vũ Linh không được quyền nói chuyện, nhưng tay này lại có quyền đạo văn Vũ Linh. Chục ba chấm hỏi lớn. Một con vẹt khác nữa thì cho rằng thằng Vũ Linh rốt tiếng Anh theo như lời tự thú của hắn, mà can đảm đi du hí ở trời Âu cũng là bạo gan lắm rồi. Nó còn mạng mò về lại Mỹ cũng là còn may mắn, chứ không thằng rốt tiếng Anh như hắn, còn các tiếng nước khác lại mù chữ, toàn sử dụng từ Trung Quốc thôi. Không khéo lọt xuống Bắc Phi gặp bọn ISIS hay lọt qua nước Nga thì toi mạng. Bởi đi đâu cũng bo bo cái mõm nhọn, ta đây ở xứ Mỹ, cái gì cũng thông suốt hơn người, chứ thật ra là thằng ngu và xạo bỏ mẹ. Đúng là già mà dạy. Mà đây là ông viết là già mà dạy, tức là viết sai chính tả. Già mà dạy, không biết thằng xạo Vũ Linh sang Đức có mua tờ Di Tung nào để đọc không? Nhìn hình cũng được. Đến mỗi quốc gia mua một tờ báo về làm quà để chứng minh là có đi. Ông Vũ Linh nhắc lại, mở mọc kép ba chữ già mà dạy. Ít ra thì Vũ Linh viết tiếng Việt không tệ đến như vậy. Cả này mới đọc qua thì phì cười, nhưng rồi suy nghĩ lại, cảm thấy nản và buồn. Trình độ trí thức và tri thức của những người chống mình tệ vậy sao?
Xin đăng lại nguyên văn, kể cả lỗi chính tả và typo để quý độc, để quý vị thưởng lãm trình độ của những người chống và phản bác Vũ Linh. Không nản và buồn sao được, mà nghĩ lại cũng vui. Mấy tên thủ ghét Vũ Linh này vẫn chịu khó đọc bài của Vũ Linh lắm. Thank you nhé. Rất tiếc là Vũ Linh không được thêm xu nào cả. Thưa quý vị, đến đây là những bản tin trái chiều đã hết rồi, không còn nữa. Và thưa quý vị, ngày mai là ngày rất quan trọng, là ngày mà mình mong mỏi chờ đợi. Rất nhiều khán thính giả gọi cho Phương Thanh và sốt ruột lắm và cứ hỏi là cô có nghĩ là Đảng Cộng Hòa kỳ này thắng không? Có hy vọng gì không? Rồi Phương Thanh nói cái này chỉ có trời mới trả lời được, không ai có thể trả lời được. Năm 2020, chúng ta cũng đâu bao giờ nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ thua. Vậy mà chỉ trong một đêm thôi, bao nhiêu ngàn, mấy trăm ngàn phiếu. Tổng thống Trump bầu cử, nghĩa là đếm phiếu đó, đã ngưng lại để nghỉ ngơi đó, thì Tổng thống Trump đã thắng với một con số gọi là cái phiếu đại cử tri cao lắm rồi. Chắc chắn mình đi ngủ là mình cảm thấy yên tâm. Sáng sớm hôm sau, bao nhiêu phiếu đổ lại, tự nhiên Biden vượt trội lên hẳn. Mà trong đêm, những người ngồi đếm phiếu hoặc là tất cả mọi người đều, tất cả mọi chuyện đều đóng cửa để đi ngủ hết. Vậy mà ở đâu ra tới bao nhiêu ngàn, mấy trăm ngàn phiếu mà chuyển qua cho Joe Biden. Nhiều người viết ở trên các trang mạng, trên các diễn đàn, Phương Thanh đọc qua rồi, mình thấy ngao ngán quá, chỉ biết cười thôi, chẳng biết nói gì. Tại vì họ ngang nhiên như vậy. Nếu mà thực sự minh bạch thì tại sao cái hồi đó Phương Thanh còn nhớ, khi họ kiểm phiếu họ đóng cửa lại, không cho cái là biết kín lại, và người ta còn thâu được, nghĩa là mấy cái người mà ở trong phe của họ nó kéo ở dưới cái gầm bàn của họ ra mấy cái vali phiếu để chêm vào để làm sao cho đủ, thiếu bao nhiêu thì bù lại bấy nhiêu, tức là họ chuẩn bị rõ ràng, chuẩn bị rất nhiều, tức là họ đã biết là họ đã thua, họ đã làm được như vậy rồi. Năm nay đó là lúc đó Tổng thống Trump vẫn còn đang tại vị nhá, chưa có gì cả, nghĩa là họ chỉ có làm theo kiểu mà chơi mánh chơi gian như vậy thôi. Còn giờ phút này họ đang nắm quyền trong tay, và theo như tất cả những cái thăm dò của các trang mạng xã hội, chẳng những gọi là những cái công ty mà để chuyên môn đi thăm dò, mà công tâm nhất cũng phải cho biết là tất cả lòng dân bây giờ đã chuyển qua Đảng Cộng Hòa, tất cả đều nghĩa là dù mà có bênh vực cách mấy thì cũng họ càng quýnh quáng, họ càng rối beng lên thì mình càng hiểu là họ đang biết là họ thua rồi. Thì nếu mà họ càng cảm thấy thua nhiều thì họ là càng gian manh. Cho nên nếu chúng ta ngày mai mà không nỗ lực, có những người đã bỏ phiếu rồi, nhưng mà ngày mai vẫn còn rất đông những người mà họ chắc ăn, họ đem thẳng đến thùng phiếu thì họ còn nhiều lắm. Còn rất nhiều người như vậy thì chúng ta nên đi bầu. Tại vì mình phải tận nhân lực rồi mới chi thiên mệnh. Là bởi vì Phương Thanh rất nhiều khán giả, cũng may quá bữa nọ Phương Thanh cũng để ra một chút thời gian để mà đọc lại những cái dự luật mà chúng ta phải say no hoặc say yes. Thì có rất nhiều người gọi cho Phương Thanh nói là cái Phương Thanh thấy Phương Thanh promote và say no cho cái dự luật một nhiều quá, mà mình đọc ở đây thấy đâu có gì gọi là ấy đâu. Thì thực sự quý vị biết, khi mà họ giải thích cái dự luật đó như vậy, họ phải nói cho lấy được, để cho nhất là California này, khi mà chúng ta nhận được cái bảng người Việt mà nhận được những cái phiếu bằng tiếng Việt, họ nói mình để cho họ rối mù lên, mà họ nói một cách rất tích cực và rất là mình để cho mình cảm thấy là cái dự luật đó mình nên bỏ, mình phải nên say yes với họ. Nhưng mà thực sự là không phải. Cũng may là Phương Thanh nói các cô, các chú đó xin lại cái phiếu khác để mình bầu lại. Chứ nếu không là mình mất đi nhiều phiếu quá. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế Sự Thăng Trầm. Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa
quý vị trở lại với chương trình Thế sự Thăng Trầm, là phần bảo trợ của một nhóm học viên Pháp Luân Công tại Orange County. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một pháp môn khí công thượng thừa, tu luyện cả thân lẫn tâm với ba tiêu chuẩn chân thiện nhẫn. Đó là Pháp Luân Đại Pháp hoặc là Pháp Luân Công. Phương Thanh mời quý vị vào website phaluandafa.org để có thể biết thêm nhiều chi tiết hơn về pháp môn này. Quý vị cũng có thể gọi cho Andy số điện thoại 714-401-7373. 714-401-7373. Phương Thanh xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Và tiếp nối chương trình, Phương Thanh mời quý vị xin nhắc lại để chúng ta cùng ôn lại xem là dưới thời của ông Donald Trump làm Tổng thống Hoa Kỳ từ năm 2016 tới 2020, Đảng Dân Chủ đã phá hoại nước Mỹ như thế nào? Thưa quý vị, Dân Chủ ủng hộ các cuộc biểu tình bạo động của BLM Antifa như đốt nhà thờ, đốt cơ quan cảnh sát, đốt xe cảnh sát, bắn vào cảnh sát, ném chất nổ vào cảnh sát, tấn công vào tòa Bạch Ốc, chiếm tòa thị chính, đốt cơ sở thương mại, đốt nhà dân, cướp của, hôi của, giết người, hiếp dâm, vân vân. Hô hào phong thánh tự đạo cho một người da đen chết với một quá khứ 5 lần vào tù và đã phạm đủ mọi thứ tội. Joe Biden, Pelosi quỳ xuống để tôn vinh tội phạm da đen này lên bậc anh hùng, đòi lật đổ Tổng thống Donald Trump. Chủ trương gây thiệt hại cho nước Mỹ, hành động của Đảng Dân Chủ lúc bây giờ giống như hành động của Trung Cộng vậy. Như vậy thì chúng ta phải biết là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hành động như thế nào? Cũng phá nhà thờ, đàn áp tín đồ Công giáo, Tin lành, tàn sát Thiên An Môn, tức là giết các sinh viên biểu tình bất bạo động tại Thiên An Môn, đàn áp Phật giáo Tây Tạng, đàn áp người Hồi giáo Tân Cương, diệt chủng ở Mãn Châu, Mông Cổ, đàn áp Pháp Luân Công, bắt người mổ lấy nội tạng, đàn áp phong trào đòi dân chủ Hồng Kông, hăm dọa xâm lăng Đài Loan, xâm lăng biển đảo của Đài Loan, đâm chìm tàu cá Việt Nam trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, xâm lăng biển đảo Việt Nam và các nước Đông Nam Á như Indonesia, Philippines, xâm nhập hoạt động tình báo khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, ăn cắp kỹ thuật, ăn cắp sản phẩm trí tuệ của Hoa Kỳ, không tôn trọng luật lệ thương mại, buôn lậu ma túy, buôn người, vân vân. Trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 năm 2022 trên toàn nước Mỹ, mọi người không bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ. Joe Biden và Đảng Dân Chủ không cần cử tri, không cần dân Mỹ ủng hộ và họ bỏ phiếu cho họ. Joe Biden không cần đi nơi này nơi kia để vận động, không cần có những cuộc tập hợp hàng chục ngàn người như tổng thống Donald Trump. Phe Dân Chủ chỉ cần cái máy đếm phiếu Dominion, chỉ cần bầu cử gian lận, bỏ phiếu bằng thư gửi qua bưu điện và sử dụng máy Dominion để đếm phiếu là thành công thôi. Phe Dân Chủ đã mở toang biên giới cho di dân lậu tràn vào. Họ sẽ sử dụng chữ cử tri bất hợp pháp, tức là di dân lậu, đưa đến những tiểu bang tranh chấp để thắng cử tri của Đảng Cộng Hòa. Vì thế, chúng ta phải ủng hộ Đảng Cộng Hòa để ngăn chặn bầu cử gian lận. Đảng Cộng Hòa phải đoàn kết nhau lại để chiếm đa số tại Thượng viện và Hạ viện, chiếm đa số thống đốc các tiểu bang. Trước tiên, phải lấy lại đa số trong lưỡng viện quốc hội mới nói đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 được. Mong lắm thay. Và thưa quý vị, chúng ta ngày mai, chúng ta sẽ đi bầu. Và dĩ nhiên là mình đi bầu và phải cầu nguyện nữa. Bởi vì chúng ta biết rõ, Phương Thanh đọc bản tin nói là ở một tiểu bang nào đó tự nhiên quên mất, đã có những người dân họ đã tố cáo là đã bỏ những cái phiếu đã gửi về cho những cái địa chỉ mà giống như là có tên cả con chó đã chết rồi. Nghĩa là họ vẫn làm gian lận như những năm trước, không có gì khác biệt cả. Và thưa quý vị, một cái dự luật ngày mai chúng ta phải say no. Nếu như quý vị, những cái dự luật khác quý vị có thể tùy theo, tại vì những cái luật dự luật khác nó ảnh hưởng trực tiếp đến những cái quyền lợi và những cái ở trong gia đình của quý vị, ảnh hưởng đến con em của mình, ảnh hưởng đến những cái điều mà nó không tốt. Thành thử ra, còn dự luật số 1 là dự luật mình không có đồng ý để cho Đảng Dân Chủ, nghĩa là ủng hộ những người phá thai một cách tàn nhẫn cho đến ngày sinh rồi lại kêu gọi tất cả những người khác từ tiểu bang khác về đây, muốn phá thai thì cứ việc về đây được trợ cấp hoàn toàn một cách gọi là tự nhiên và tích cực lắm. Thành thử chúng ta phải say no để có thể chống đối cái dự luật đó. Và thưa quý vị, có rất nhiều người, nãy Phương Thanh đang nói ở cái phần trước nhưng mà chưa nói hết, người ta gọi cho Phương Thanh, nghĩa là cũng thắc mắc lắm và cũng hỏi một cách rất kỹ lưỡng để xem. Tại vì Phương Thanh cảm ơn các cô chú đã gọi, tại vì các cô chú đọc cái dự luật mà họ viết, họ dịch cái tiếng Việt cho mình, tiếng Mỹ
cũng không có rõ ràng, và tiếng Việt thì lại càng khó hiểu nữa. Tại vì mình đọc loanh quanh mình sẽ thấy là trời ơi sao mà họ bảo vệ người phụ nữ quá, rồi họ tốt lành, họ tích cực và họ giống như là họ hăng say làm một cái việc gì đó, giống như nhân đạo lắm, giống như là đang cứu người vậy. Nhưng mà thực sự đó là giết người một cách dã man. Chúng ta cứ thấy như là các con vật, nó thường thường không giết đồng loại của nó, cũng không ăn thịt đồng loại. Tại vì như con chó mà ăn thịt con chó thì gọi là con má, mà người mà ăn thịt người thì gọi là ngợm. Bây giờ chúng ta không ăn thịt người mà chúng ta tiếp tay cho người ta giết người thì có khác gì đâu. Và thưa quý vị, chúng ta không làm chuyện đó. Cho dù Phương Thanh đã nói rồi, chỉ sợ quý vị nói là khổ lắm, biết rồi nói mãi, sao cô nói nhiều thế. Nhưng mà thực sự có nhiều quý khán thính giả ngày hôm qua, sở dĩ hôm nay Phương Thanh phải lập lại là vì có nhiều người gọi cho Phương Thanh hỏi nhiều câu rất cắc cớ, và rất nhiều khi cũng không hiểu rõ nữa, thành thử rất là phí uổng cái lá phiếu của chúng ta. Và sau khi Phương Thanh giải thích thì các cô các chú, Phương Thanh nói các cô các chú làm ơn cứ xin lại lá phiếu rất dễ dàng, hoặc là ngày mai quý vị đến đó mình ấy, người ta rất cần, tại vì mình toàn đâu biết là mình bầu cho Dân Chủ hay Cộng Hòa, cho nên khi mình nói mất phiếu rồi quý vị biết ngay, như Phương Thanh họ gửi về cho mấy lá phiếu luôn, mình muốn làm gì thì làm, thành thử chúng ta họ xin họ rất dễ thôi. Cho nên quý vị phải sửa lại, chúng ta phải say no với cái dự luật số 1. Chúng ta không thể, tại vì quý vị biết nếu mà chúng ta tin có nhân quả thì cái việc làm này chỉ một lá phiếu của mình thôi, với một cái tâm từ bi thương người chúng ta sẽ tạo được phước rất nhiều. Nếu quý vị tin vào có kiếp sau, có luân hồi, quý vị sẽ được hưởng đại phước, và chúng ta chỉ cần làm như vậy thôi, đừng để cho cái dự luật này nó trở thành luật, thì chúng ta sẽ gọi là ân hận suốt cả. Tại vì khi mà nó trở thành luật rồi không thì khó mà có thể, rồi mai mốt cái tiểu bang California này nó sẽ trở thành mồ chôn của các thai nhi. Rồi quý vị biết có những người Việt Nam, các ứng cử viên người Việt Nam của chúng ta, họ vẫn ủng hộ những cái gọi là họ pro-choice, tức là họ ủng hộ những cái người đàn bà mà thích hưởng thụ, rồi nghĩa là thích ăn chơi nhưng lại không chịu trách nhiệm. Rồi quý vị biết liên lụy tới ngay cả những người đàn ông mà có trách nhiệm như vậy, họ cũng phải, nghĩa là chúng ta cũng phải ngăn chặn. Cho nên vấn đề mà rất là quan trọng, dù bất cứ tôn giáo nào cũng vậy, Phương Thanh thấy đặc biệt là thí dụ như là những cái tôn giáo như là Tin Lành Hòa Hảo thì Phương Thanh không có hiểu rõ lắm. Cao đài Hòa Hảo, Tin Lành thì dĩ nhiên Tin Lành thì cũng là giống như Công giáo rồi, nhưng mà thực sự các tôn giáo như Hòa Hảo, Cao Đài họ sống, nghĩa là cái giáo lý của họ cũng rất là nghiêm ngặt, và vấn đề sát sinh là vấn đề mà tôn giáo nào cũng phải đặt lên hàng đầu, phải là cấm sát sinh. Đó là chuyện rất, đó là cái căn bản của một đạo đức của con người. Cho nên đừng nói là tôi phản đối tại chữ Công giáo thì với lại Tin Lành thì có vẻ như là cực đoan quá, là như vậy tôi không cần biết, thì chúng ta không nên làm như vậy. Bất cứ chỉ là dù mình không theo một tôn giáo nào chăng nữa, mình có là đạo ông bà hay đạo gì cũng không thể nào giết người được, nhân đạo là phải như vậy. Cho nên chúng ta không thể tiếp tay cho họ được. Thí dụ chúng ta bên qua bên Đức thử coi, nếu mà mình chỉ cần một người nói đi phá thai thôi, có biết bao nhiêu người họ cản trở, có biết bao nhiêu người khuyên lên. Và nếu người ta khuyên được cái người đó mà thay đổi ý định, người ta cảm thấy đó là một hãnh diện, đó là một chiến thắng của họ, không thể nào có chuyện đó được. Mà tại sao nước Mỹ bây giờ lại sa đọa đến cái độ đó, mà ngay tiểu bang Cali là tiểu bang của chúng ta đang sống ở đây, mà chúng ta không tích cực ngăn chặn thì thử hỏi chúng ta còn làm gì được nữa, chúng ta làm gì nữa bây giờ. Còn những cái dự luật khác thì với lại có cái dự luật thứ 31, quý vị nếu như là không muốn cho con em của chúng ta mà sa đọa thêm nữa thì bầu yes, còn nếu còn tùy quý vị thôi. Cái đó là Phương Thanh cũng không dám mà khuyến khích nhiều, cũng không dám đưa ý kiến của mình ra nhiều. Chung Phương Thanh chỉ giải thích một chút xíu theo trong tờ hiệp thông của Công giáo để nói như vậy, cũng còn tùy quý vị suy nghĩ. Nhưng mà riêng dự luật 1 thì Phương Thanh năn nỉ van này và xin quý vị là phải say no với cái dự luật đó, tại vì chắc chắn là chúng ta phải thắng cái này mới được. Chúng ta không thể để cho ma quỷ lộng hành nhiều như vậy, giết người một cách không gớm tay. Và Phương Thanh nói thật với quý vị,
Phương Thanh đau lòng lắm khi mà nhìn thấy những cái người mà trước đây mình vô cùng quý họ, mình cảm thấy là mình phục họ, về nể họ vì việc chuyện này chuyện kia, vì kiến thức của họ, về tất cả những cái điều mà mình tôn trọng họ. Nhưng mà bây giờ họ ủng hộ cho phá thai, rồi họ mới là tiếp tay cho những cái chuyện đó, thì Phương Thanh cảm thấy là thất vọng quá và mình không biết phải nói sao. Mình cũng tội nghiệp cho họ nữa, tại vì đó là cái nghiệp họ phải mang rất nhiều. Họ không tin nhân quả, cho nên họ không tin thì họ vẫn phải chịu, tại vì luật nhân quả là công bằng vô cùng đối với con người. Và thật sự chúng ta không biết phải nói làm sao nữa. Và có một cái bản tin ngắn thôi, Phương Thanh nói các tiểu bang trú ẩn ở Hoa Kỳ đã trao hàng triệu tiền trợ cấp thất nghiệp cho những người bật nhập cư bất hợp pháp. Và quý vị biết là những tiểu bang gọi là, dĩ nhiên là đây là tiểu bang mà có thống đốc dân chủ rồi, thì họ tiền, các tiền mà trợ cấp thất nghiệp cho người nhập cư bất hợp pháp lấy ở đâu ra? Lấy tiền thuế của chúng ta ra. Và bây giờ thì người ta rất lo là tại vì vẫn lạm phát thì nhiều. Và quý vị biết một cuộc điều tra do Viện Luật Cải cách Di trú tiến hành đã phát hiện ra rằng các tiểu bang trú ẩn ở Hoa Kỳ đang lấy hàng triệu đô la tiền thuế của người dân cho những người nhập cư bất hợp pháp. Người nhập cư bất hợp pháp không đủ điều kiện để nhận trợ cấp thất nghiệp liên bang. Với đạo luật thuế thất nghiệp liên bang yêu cầu các tiểu bang thực hiện các biện pháp phòng ngừa để cấm những người đó nộp đơn cho các yêu cầu này. Tuy nhiên, ba khu vực cấp quyền trú ẩn của quận Columbia, Colorado và New York đã trao tổng cộng là 2.715 tỷ Mỹ Kim tiền trợ cấp thất nghiệp cho những người nhập cư bất hợp pháp. Báo cáo điều tra hôm 25 tháng 10 tiết lộ, báo cáo cảnh báo rằng chi phí hàng năm cho những người nộp thuế sẽ cao hơn nhiều nếu các nhà hoạt động chống đường biên giới đạt được mục đích của họ. Báo cáo viết rằng, thí dụ nếu New York cải tiến chương trình của họ và biến nó thành vĩnh viễn, Hội đồng Thành phố của thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã mở rộng quỹ của mình và California đã thực hiện thành công đề nghị của riêng mình, thì những người nộp thuế ở Mỹ sẽ phải đối mặt với mức giá cực kỳ đáng kinh ngạc vào khoảng 4.350 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Không biết Phương Thanh, mấy con số là nhiều quá, Phương Thanh không biết có đúng hay là 4 tỷ 350 triệu gì đó mỗi năm, tức là một con số tiền rất lớn. Để thưởng cho những người nhập cư bất hợp pháp vì vi phạm luật nhập cư của chúng ta và khiến người dân thất nghiệp trên đất Mỹ, New York đã ra mắt quỹ người lao động bị loại trừ vào năm 2021 và cung cấp 2.1 tỷ Mỹ Kim cho hơn 128.000 người nhập cư bất hợp pháp. Tháng 12 năm 2020, luật được thông qua ở Colorado đã cấp 5 triệu Mỹ Kim cho quỹ người lao động bị loại trừ dành cho những người nhập cư bất hợp pháp. Năm ngoái, thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã giải ngân 15 triệu Mỹ Kim cho những người lao động bị loại trừ, chủ yếu bao gồm những người nhập cư bất hợp pháp. Tại California, các nhà lập pháp đã giới thiệu chương trình thí điểm người lao động bị loại trừ. Chương trình này nếu được ký thành luật sẽ giải ngân 300 triệu Mỹ Kim mỗi năm, mỗi tuần chứ. 300 triệu Mỹ Kim mỗi tuần cho những người nhập cư bất hợp pháp trong tiểu bang trong vòng 20 tuần. Và thưa quý vị, đó là những tin mà chúng ta không vui chút nào, tại vì đó là lấy tiền thuế của mình mà nuôi những người thật là vội, tức là không có cái công gì với nước Mỹ mà tự nhiên vào chỉ có lợi cho đảng Dân Chủ thôi. Và thưa quý vị, bản tin vừa qua đã kết thúc chương trình hôm nay. Phương Thanh cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Mời quý vị bấm vào nút subscribe và nhấn chuông để có thể tiếp nhận những chương trình mới. Phương Thanh cầu chúc quý vị một đêm ngủ thật bình an và xin kính chào tạm biệt.